Kính thưa quan viên hai họ, thưa quý vị khán giả gần xa và kính chào toàn thể bà con cô bác đã tới chung vui với Zico Review. Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau để mỗi duyên tình phải dang dở thật buồn biết bao nhiêu. Nhưng ngày hôm nay tôi đã quay trở lại mang theo hành trang là sự lầy lội, sự ca khịa và cả sự vui tươi nữa. Sẽ là những tập review vô cùng chất lượng, ca khịa các YouTuber, các streamer hay là chủ đề xung quanh tựa game của chúng ta. Và sau một thời gian vắng bóng, hôm nay tôi quyết định gửi tới anh em một trong những màn cà khịa với một con game quốc dân. Một tựa game tưởng chừng như chỉ có trẻ con mới chơi. Một tựa game mà khiến biết bao YouTuber trở thành chúa hề của các sân khấu. Vâng, không ai khác, vị khách mời của ngày hôm nay chúng ta đó chính là tôi nhầm. Free Fire. Những gì sắp diễn ra sau đây sẽ là những cảm xúc của cá nhân, những thông tin cụ thể và còn có cả sự cà khịa nhẹ nhàng, vui vẻ nữa. Nên nếu có động chạm gì khiến anh em khó chịu hoặc không vừa lòng thì cứ nách bỏ qua nhé. Đừng nói những câu đau lòng khiến tôi phải vừa khóc vừa cười đấy nha. Trong cái xã hội, khi mà đánh rơi mất 20 triệu thì chỉ còn cái nịt và sự tham lam ngu dốt. Tôi lại đăm chiêu ngồi suy nghĩ về những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Một cái quá khứ có những điệu nhảy múa quạt huyền thoại của anh khá bảnh. Những sự nhí nhảnh đáng yêu của cô mèo hoang dã Trần Đức Bò. Và còn suy nghĩ lại về những ngày đầu tiên phát triển cũng như hình thành nên một tựa game quốc dân của chúng ta như hiện giờ, Free Fire, hay còn gọi được với một cái tên khác nghe hay ho hơn nữa, đó chính là Lửa Chùa. Free Fire được tạo nên bởi những lập trình viên, những kỹ thuật viên của 111 Dot Studio phát triển vào tháng 7 năm 2017 với cái tên Free Fire Battleground. Ít ai biết rằng tựa game này là do người Việt tạo nên và phát triển đầu tiên cũng là tại thị trường Việt Nam. Đến tháng 11 năm 2017, công ty Garena đã mua lại và phát hành với tựa game có tên Garena Free Fire, đưa tên tuổi cũng như con game do người Việt sáng tạo tới toàn bộ bạn bè Nam Châu. Và cũng chính từ đây, Lửa Chùa của chúng ta ra đời. Mới những ngày đầu, đồ họa hay những phiên bản còn được gọi với cái tên khác là OB còn khá là đơn giản. Người chơi sẽ điều chỉnh nhân vật, di chuyển và chiến đấu với những người chơi khác trên một bản đồ, sinh tồn và tạo nên những chiến thắng buya thuyết phục. Free Fire nhanh chóng chiếm được tình cảm rất lớn của game thủ bởi sự thích ứng trên nhiều thiết bị, dễ chơi, dễ hiểu nội dung và dễ khiến nhiều bạn trẻ phải đập máy. Có hàng triệu, hàng tỷ lượt tải trên hai cửa hàng ứng dụng điện thoại là CH Play và App Store. Nhiều nguồn tin cho hay 80% lượt tải này tới từ các bạn nhỏ nhi đồng. Mỗi lần mượn máy bố mẹ là lại phải tải và chơi xong thì lại phải xóa. Và cứ như thế trong một thời gian dài nên thành ra lượt tải càng ngày càng nhiều thêm. Tôi đùa anh em thôi, chứ thành công của Free Fire thì ai mà chả thấy được. Cho ra mắt nhiều phiên bản, đặc biệt là phiên bản Free Fire Max với độ họa đẹp hơn, bối cảnh sinh động hơn, nhiều bản súng hơn, nhiều hành động hấp dẫn hơn. Càng ngày càng thu hút một lượng người chơi từ nhiều độ tuổi khác nhau. Nếu mà nhiều anh em bảo Free Fire chỉ có trẻ con mới chơi thì mình xin phép đưa ra các dẫn chứng như thế này. Trong giải Free Fire All Star 2020 vừa qua, với sự góp mặt của một ông thầy uy tín trong làng Liên Minh vô cùng nổi tiếng, thầy giáo bà. Kèm với đó còn có cả các gương mặt đình đám khác như streamer Hà Tiểu Phù, streamer Quang Quấn, bình luận viên Đức Mạnh, vân vân. Họ là những con người ở thế hệ 9X và 8X tham gia vào giải đấu của Free Fire. Chưa hết đâu nha, một ca sĩ đình đám số 1 Việt Nam cũng là người đầu tiên hóa thân thành nhân vật trong Free Fire của Việt Nam chúng ta. Đó chính là ca sĩ Sơn Tùng MTP với tên nhân vật là Skyler. Tôi mới chỉ kể những gương mặt đình đám trong nước thôi, chứ để tôi nhắc tới những cái tên nước ngoài thì chắc hẳn mấy ông đang coi thường Free Fire sẽ phải há hốc mồm đây nha. Để tôi lấy ví dụ nha. Siêu sao bóng đá số 1 thế giới Ronaldo, diễn viên đình đám của Ấn Độ Hrithik Rohan, nhạc sĩ DJ Alok, vân vân. Ôi giời, còn nhiều lắm. Người thật cũng có, người trong truyện tranh thì còn nhiều hơn thế nữa cơ. Chúng ta cứ dần dần mà tìm hiểu nha. Nãy giờ nói sơ qua về những điểm, những điều mà Free Fire đã vô cùng thành công rồi.
có những mặt trái, mặt chưa thực sự được tốt thì Zeeker xin phép được đề ra cho chúng ta cùng nhau bàn luận. Trước hết, phải kể tới cộng đồng những người chơi Free Fire. Phải công nhận rằng độ tuổi của người chơi Free Fire còn quá non trẻ. Có một số còn chưa đủ nhận thức về hành động, suy nghĩ của bản thân, tạo nên những câu chuyện, tình huống xấu trong xã hội của mình. Mình không phải nói tất cả, nhưng đôi khi có một số đã đúng với như câu nói: một con sâu làm giàu nồi canh, ăn cắp tiền bố mẹ nạp game. Trên màn hình của các bạn đang được xem là một clip được đăng tải trên TikTok về câu chuyện một cậu bé lấy trộm tiền nạp vào game Free Fire. Chưa hết, trên các cộng đồng, các group Facebook đôi khi lại gặp sự so sánh của các tựa game từ một số thành phần muốn câu like, câu view của bản thân, rồi từ đó sự ghét bỏ từ các game thủ của các tựa game khác bắt đầu hình thành. Còn rất nhiều mặt trái khác mà mình tin chắc hẳn rằng trong số các bạn đang ngồi ở đây đã từng gặp phải. Việc thứ hai là tới từ các YouTuber của Free Fire Việt. Họ tạo những content, những mẩu chuyện khiến người khác phải lắc đầu ngao ngán bởi sự bán đứng nhân cách của bản thân. Đồng ý là việc kiếm tiền, nhưng đôi khi nó lại khiến người khác đánh giá họ chưa thực sự suy nghĩ chín chắn vào cuộc đời của họ. Có người thì làm nội dung nhạy cảm, hở chỗ này, lộ chỗ kia, thu hút lượt xem nhưng lại làm ảnh hưởng xấu tới các viewer còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được đúng những gì mình đang xem. Còn có người thì lại làm những clip xàm xí, những sự lừa lọc khán giả, nói hay diễn những điều không có thật. Chính vì họ cũng là một trong số những yếu tố khiến Free Fire ở Việt Nam bị coi thường và cộng đồng các game khác gọi với cái tên lửa chùa, hoặc cũng có thể gọi là Free Fire. Nhà phát hành game Garena Free Fire đang cố gắng mỗi ngày phát triển, từ giải đấu ngàn tỷ cho tới những câu chuyện cộng đồng. Chúng ta hay là những game thủ văn minh, những người có nhận thức đúng đắn để tạo nên những sự nhìn nhận sáng suốt dù ở đời thực hay các nội dung trên mạng xã hội. Đừng để những cám dỗ, những sự lừa lọc ảnh hưởng tới bản thân. Và có lẽ tập ca khịa của Zeeker Review cũng sẽ dừng lại tại đây. Các bạn muốn tập tiếp theo sẽ có vị khách mời nào? Cùng nhau comment phía dưới để mình và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên ủng hộ bằng cách để lại một like, một comment và một đăng ký kênh. Nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào của bọn mình nha. Còn bây giờ sẽ phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Tạm biệt!